Phật A Di Đà 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 Phật A Đà Phật A Di 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 Đà A Di Đà Phật 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 A Di Đà
Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Đà Phật. Bạch thầy, con sẽ học hạnh của bạn con là buông xả ạ. Chị ấy tuy là còn trẻ, chồng thương con kính, nhà có điều kiện, bản thân đang có chức quyền mà chị luôn làm các việc thiện, không chấp vào những gì mà mình đang có. Chị đều cho là giả hết, nỗ lực từng phút sửa đổi thân tâm. Khi làm thì ba la mật, tâm giải thoát của chị rất lớn. Chị là người bạn quen biết đã lâu, nhưng chưa bao giờ chị làm thiện thấy mệt mỏi. Chị vì chúng sanh mà chịu khổ. Thầy ạ, nhìn thấy chị giờ phút lâm chung, chị thị hiện quá tuyệt vời. Đồng tu chúng con nên học đúng như trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 8, Tích Công Lý Đức. Chị vẫn nói là chị luôn hành theo kinh. Chị quá tuyệt vời. Chị bảo con là chị vào địa trần gian một chút thôi, tức là vào viện một chút. Song thời gian vô cùng ngắn ngủi, chị xả báo thân trong tiếng niệm Phật quang dền tại ngôi nhà của chị. A Di Đà Phật, tạm biệt chị nhé. Sau này mình sẽ tương cùng tại cõi Tây Phương Cực Lạc.
bảo sắp tới đây vẫn được làm rồi. Sắp này nó cũng được.